Nghiên cứu, trẻ sơ sinh hấp thụ hạt vi nhựa nhiều hơn người lớn gấp 10 lần. Từ nay, Na Uy và Anh có thể chuyển điện cho nhau qua tuyến cáp điện ngầm dài nhất thế giới. Ngoại trưởng Mỹ gửi lời chúc tới Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngôn từ dấy lên nghi ngờ tìm kiếm hợp tác. Xã hội Mỹ chia rẽ sâu sắc, đa số cử tri hai đảng muốn giải tán liên bang, thành lập các nhà nước mới. Triều cường cắt điện chưa qua, lại tới triều cường tăng giá, dân Trung Quốc ca thán. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Thế giới trưa ngày 3 tháng 10 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Theo một nghiên cứu mới đây được đăng trên tạp chí Công nghệ và Khoa học Môi trường Environmental Science and Technology Letters, nồng độ trung bình của hạt vi nhựa có trong phân của trẻ em cao hơn gấp 10 lần so với người lớn. Điều này dấy lên lo ngại, trẻ sơ sinh đang bị hấp thụ phải một lượng lớn hạt vi nhựa thông qua các vật dụng hàng ngày. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ sơ sinh có nguy cơ hấp thụ lượng vi nhựa cao hơn so với người lớn. Đồ chơi và quần áo của trẻ em là hai thứ trẻ thường tiếp xúc nhất, và khi trẻ đưa chúng vào miệng cắn, khả năng rất cao là trẻ sẽ vô tình hấp thụ hạt vi nhựa từ hai thứ này. Các đồ vật khác như hộp đựng thức ăn bằng nhựa, bình sữa trẻ em cũng có khả năng cao, nhất là khi chúng được dùng để pha sữa bằng nước nóng, càng khiến cho các hạt vi nhựa dễ bị hòa vào. Ngoài ra, thảm lót trong nhà cũng có thể khiến trẻ đang ở độ tuổi tập trườn hoặc bò dễ bị hấp thụ phải các sợi nhỏ polyester. Hiện nay, vẫn có khá ít nghiên cứu về việc hạt vi nhựa ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người. Nhưng việc phát hiện hạt vi nhựa có trong phân trẻ em đã khiến nhiều chuyên gia phải lo lắng. Các nhà khoa học từng nghĩ rằng, khi một người vô tình hấp thu lượng nhựa hay hạt vi nhựa vào cơ thể, thì chúng cũng có thể dễ dàng được thải ra ngoài bằng đường chất thải. Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố vào năm 2019 cho thấy, những mảnh nhựa rất nhỏ thực sự có thể đi qua màng tế bào để xâm nhập vào hệ thống tuần hoàn máu. Nếu vậy, thì mức độ ảnh hưởng khi cơ thể hấp thu hạt vi nhựa là cao hơn rất nhiều. Nhựa cũng chứa vô số các hóa chất, bao gồm các chất có thể gây rối loạn nội tiết tố của cơ thể, tác động xấu đến sự trao đổi chất, sức khỏe sinh sản và hệ thần kinh. Trẻ sơ sinh càng có thể dễ bị tổn thương hơn so với người lớn nếu các bé hấp thu phải hạt vi nhựa, vì cơ thể của chúng vẫn đang lớn và phát triển, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ. Nghiên cứu trên là hồi chuông cảnh báo nguy cơ hấp thụ hạt vi nhựa trong cuộc sống hiện nay. Delaney Allen, nhà nghiên cứu tại Đại học Strathclyde, chia sẻ rằng chúng ta cần kiểm tra mọi thứ mà một đứa trẻ có thể tiếp xúc, không chỉ bình sữa và đồ chơi của chúng. Các nhà khoa học của nghiên cứu trên đã kêu gọi giới khoa học và các chuyên gia hãy thực hiện nhiều nghiên cứu hơn nữa về mức độ hấp thụ hạt vi nhựa ở nhiều đối tượng và điều kiện khác nhau, đặc biệt là trẻ nhỏ. Qua đó có thể tìm cách hạn chế tối đa các nguy cơ tiềm ẩn từ hạt vi nhựa. Từ nay, Na Uy và Anh có thể chuyển điện cho nhau qua tuyến cáp điện ngầm dài nhất thế giới. Tuyến đường điện dưới biển dài nhất thế giới có tên Đường Liên kết Biển Bắc, hôm ngày 1 tháng 10 đã chính thức đi vào hoạt động. Dự án này là sự kết hợp giữa Na Uy và Vương quốc Anh với mục đích chia sẻ nguồn năng lượng tái tạo với nhau. Tuyến cáp có chiều dài 720 km, nối khu vực Northumberland thuộc vùng phía đông bắc của nước Anh với Cavirer ở tây nam Na Uy và mất 6 năm để hoàn thành với tổng chi phí là 1,6 tỷ bảng Anh. Công suất tối đa ban đầu mà đường dây sẽ cung cấp là 700 MW, sau đó sẽ được tăng dần lên gấp đôi là 1.400 MW sau khoảng 3 tháng. Công ty National Grid của Vương quốc Anh, đơn vị vận hành tuyến cáp điện cùng với công ty Statnett của Na Uy, cho biết trong một tuyên bố, sau khi hoạt động hết công suất, tuyến cáp sẽ cung cấp nguồn điện sạch cho khoảng 1,4 triệu hộ gia đình. Công ty cho biết thêm, điểm đáng chú ý của dự án này nằm ở chỗ, khi sản lượng điện gió ở Anh tăng cao nhưng nhu cầu tiêu thụ thấp, thì sản lượng đó sẽ được chuyển từ Anh sang Na Uy để tiết kiệm nước tại các hồ thủy điện của Na Uy. Ngược lại, khi sản lượng điện gió ở Anh thấp nhưng nhu cầu tiêu thụ cao, thì thủy điện từ Na Uy sẽ cung cấp lại sang Anh. Bà Connie O'Hara, chủ tịch của National Grid nói rằng, dự án này là một kỳ tích đáng chú ý của ngành kỹ thuật. Chúng tôi đã phải vượt qua những ngọn núi, vịnh hẹp và băng qua biển Bắc để biến điều này thành hiện thực. Do đó, trong hội nghị về biến đổi khí hậu sắp tới diễn ra, nó sẽ là một ví dụ điển hình cho việc hai quốc gia có thể hợp tác với nhau để tối ưu hóa nguồn năng lượng tái tạo vì lợi ích chung. Theo National Grid, 90% lượng điện nhập khẩu thông qua đường cáp này là năng lượng tái tạo, dự kiến sẽ giúp giảm thải khoảng 100 triệu tấn carbon vào năm 2030. Ngoại trưởng Mỹ gửi lời chúc tới Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngôn từ dấy lên nghi ngờ tìm kiếm hợp tác.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi điện mừng tới Bắc Kinh theo thông lệ ngoại giao nhân 72 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm chính quyền. Tuy nhiên, thông điệp chúc mừng năm nay của Ngoại trưởng Antony Blinken có thêm một câu: Hoa Kỳ tìm cách hợp tác với Trung Quốc. So với năm ngoái, điều này làm dấy lên nghi ngờ về thiện chí của Washington đối với Bắc Kinh. Ông Blinken nói trong tuyên bố: Thay mặt chính phủ Hoa Kỳ, tôi xin chúc mừng nhân dân Trung Quốc. Trong khi Hoa Kỳ tìm cách hợp tác với Trung Quốc để giải quyết những thách thức chung mà cả hai bên phải đối mặt, chúng tôi cầu chúc nhân dân Trung Quốc hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng trong năm tới. Trong khi đó, tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo đã phát đi một tín hiệu hoàn toàn khác vào năm ngoái. Vào thời điểm đó, ông Pompeo hoàn toàn không đề cập đến Đảng Cộng sản Trung Quốc hay chính phủ Trung Quốc. Ông chỉ nói chúc mừng nhân dân Trung Quốc hạnh phúc, sức khỏe, hòa bình và thịnh vượng. Và ông chỉ nói rằng ông đại diện cho nhân dân Mỹ thay vì chính phủ Mỹ. Chỉ hai ngày trước khi ông Pompeo gửi thông điệp chúc mừng nói trên, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Trump đã chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. Tất nhiên, thông điệp chúc mừng của ông Pompeo hoàn toàn không cho thấy ý định hợp tác với Trung Quốc. Một số dư luận tin rằng tuyên bố của ông Blinken cho thấy Hoa Kỳ đang cố gắng cải thiện mối quan hệ căng thẳng với Đảng Cộng sản Trung Quốc trong vài năm qua. Vào cuối tháng 8, ông Biden đã bảo vệ việc rút quân tại Afghanistan bằng cách nói rằng việc rút quân là để đối phó với tình hình thế giới đang thay đổi. Ông Biden cho rằng trong cuộc cạnh tranh này, không có gì giống như Trung Quốc hay Nga hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ bị mắc kẹt ở Afghanistan trong 10 năm nữa. Nhưng ngay sau khi đưa ra tuyên bố trên, một loạt sự kiện như chuyến thăm thứ hai của đặc phái viên khí hậu của ông Biden đến Trung Quốc, việc thả giám đốc tài chính Mạnh Vãn Châu của Huawei và phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Chase cũng đã tổ chức các cuộc họp video với Thiếu tướng Hoàng Tuyết Bình của Trung Quốc trong 2 ngày liên tiếp. Hiện tại, mọi người đang chú ý theo dõi xem liệu đường lối chống Trung Quốc được hình thành từ thời chính quyền ông Trump có chuyển sang tay chính quyền ông Biden hay không. Xã hội Mỹ chia rẽ sâu sắc, đa số cử tri hai đảng muốn giải tán liên bang, thành lập các nhà nước mới. Hơn một nửa số người Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump ủng hộ các bang đỏ hay các bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo ly khai khỏi liên bang. Theo một cuộc thăm dò gần đây cho thấy, gần một nửa số cử tri của ông Biden cũng cảm thấy như vậy. Hoa Kỳ liệu có đang trên đường đến một cuộc nội chiến phiên bản 2.0? Khoảng 52% cử tri ông Trump được khảo sát bởi Trung tâm Chính trị Đại học Virginia tin rằng đất nước sẽ tốt hơn nếu các bang bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa hay bang đỏ tách khỏi liên bang để thành lập một quốc gia riêng của họ, theo một cuộc thăm dò được công bố vào hôm 1 tháng 10. Không chỉ cử tri của ông Trump nghĩ rằng đã đến lúc Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nên giải tán, khoảng 41% cử tri của ông Biden cũng tán thành ý tưởng này. Có thể cho rằng điều đáng lo ngại hơn là những tác động đối với bên kia nếu sự ly khai không xảy ra. Một phần lớn cử tri của ông Trump và ông Biden đồng ý với tuyên bố rằng nếu xã hội của chúng ta muốn như vậy, nhiệm vụ của mọi công dân chân chính là giúp loại bỏ cái ác đang đầu độc đất nước chúng ta từ bên trong. Chắc chắn rằng không ai đứng ra bảo vệ hoặc xác định ta là ác. Nhưng có vẻ như cả hai bên đang đề cập đến nhau khi sử dụng một thuật ngữ như vậy. Một con số khổng lồ 80% cử tri bầu cho ông Biden và 84% cử tri bầu cho ông Trump đồng ý rằng các quan chức được bầu từ đảng kia đang gây ra mối nguy hiểm rõ ràng và hiện tại cho nền dân chủ Mỹ. Về giá trị có liên quan, gần 90% cử tri của ông Trump tin rằng đảng Dân Chủ muốn loại bỏ ảnh hưởng của các giá trị truyền thống trong đời sống và văn hóa của Mỹ, trong khi 78% cử tri của ông Biden cảm thấy đảng Cộng Hòa đang loại bỏ sự tiến bộ khỏi đời sống Mỹ. Gần 3/4 của cả hai bên đều đã mất niềm tin, cho thấy một số nguồn truyền thông cực đoan đã trở nên không trung thực đến mức chúng cần được kiểm duyệt để ngăn chặn việc phát tán những lời nói dối nguy hiểm. Cả hai đảng đều đang coi các phương tiện truyền thông ủng hộ phe đối diện là cánh tay trên thực tế của bên liên quan, với 77% đảng viên Dân Chủ coi Fox News là cơ quan báo chí chuyên làm giả tin tức của Đảng Cộng Hòa, trong khi 88% đảng viên Đảng Cộng Hòa coi những kênh như MSNBC là kênh tin giả của phe cực tả. 76% cử tri bầu cho ông Trump tuyên bố rằng không có sự khác biệt thực sự giữa đảng Dân Chủ và những người theo chủ nghĩa xã hội, trong khi 56% cử tri Biden cho rằng không có sự khác biệt thực sự giữa đảng Cộng Hòa và phát xít. Triều cường cắt điện chưa qua, lại tới triều cường tăng giá, dân Trung Quốc ca thán. Tình trạng thiếu điện, quy mô lớn của Trung Quốc chưa qua khỏi, người dân lại phải đối diện với việc tiền điện tăng giá. Một số cư dân mạng than thở rằng hóa ra nhà cầm quyền đang chơi với người dân trong trò chơi này. Nhiều tỉnh ở miền Nam Trung Quốc đã rơi vào tình trạng thiếu điện từ đầu mùa hè và chính quyền đã bắt đầu cắt điện đối với các doanh nghiệp. Trong đó, Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tô, Hồ Nam và Vân Nam là những tỉnh nghiêm trọng nhất.
Cuối cùng, chính sách cắt điện lan rộng ra hơn 20 tỉnh. Đến cuối tháng 9, 3 tỉnh miền Đông Bắc Bộ cũng bắt đầu cắt điện sinh hoạt của người dân. Thậm chí cả đèn tín hiệu giao thông đường bộ cũng bị cắt. Điều này càng làm cho sự bất bình của công chúng lên đến đỉnh điểm. Sau đó, Quảng Đông, Hồ Nam, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Thượng Hải và những nơi khác đều đồng loạt xuất hiện thông báo tăng giá điện. Quảng Đông, trừ Thâm Quyến, đã bắt đầu nới rộng khoảng cách giá điện trong các khung giờ cao điểm và thấp điểm kể từ ngày 1 tháng 10 đến nay, và giá điện đã tăng 25% đối với khung giờ cao điểm. Thâm Quyến và Sán Đầu đã bắt đầu tăng đỉnh giá tiêu thụ điện và điều chỉnh mức tiêu thụ điện của khung giờ thấp điểm từ ngày 2 tháng 10. Hà Nam đã tăng giá điện trong giờ cao điểm thêm 64% so với giá điện cơ bản và giá điện giờ thấp điểm tăng 59% so với giá điện cơ bản. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 10, Chiết Giang cũng tăng khoảng cách giá giữa các khung giờ và Hồ Nam đã bắt đầu cơ chế liên kết giá than để tăng giá điện. Nội Mông, Ninh Hạ, Thượng Hải và các khu vực khác cũng đã bắt đầu tăng giá. Tuy nhiên, cư dân mạng đã tỏ ra bất bình và thiếu tin tưởng vào chính quyền. China News đã tổng hợp một vài bình luận như sau. Thường thì trực tiếp tăng giá điện, chắc chắn ai cũng không vui, nhưng mất điện vài ngày thì ai cũng sẵn sàng chấp nhận. Thì ra, cái gọi là bước tiến lớn tiếp theo là tiến tới vắt kiệt người dân chúng ta. Sau khi điện tăng giá, có khi lại không thiếu than nữa, lại có đủ điện. Là mở đường cho việc tăng giá đây mà, lòng dạ thật là hiểm ác. Tới nhanh như vậy sao? Cuối cùng thì vẫn là chủ đề này thôi. Có người đề xuất, các vị có thể giảm mức lương của các thành phần cấp trung và cao trong các công ty cung cấp điện được không? Thưa quý vị, mục tin Thế giới trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.